Hai số tiền quyên góp tặng quỹ vaccine phòng chống covid-19 những ngày qua cộng đồng người Việt Nam với gần 30 tổ chức hội nhóm tại Mỹ, Canada, Pháp đã phát động chiến dịch chung tay vì Việt Nam và 10.000 liều vaccine cho Việt Nam. Chiều ngày 17 tháng 6, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao số tiền quyên góp hơn 6,2 tỷ đồng cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Văn phòng Quốc hội Lào và cán bộ, công chức, viên chức Bộ Ngoại giao cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ quỹ vaccine phòng chống COVID-19 và cuộc chiến chống COVID-19 tại các địa phương. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, kể từ khi đợt dịch bùng phát lần thứ tư, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hết sức quan tâm, theo dõi, bày tỏ sẵn sàng đồng hành và chia sẻ với đồng bào trong nước phòng chống dịch COVID-19. Ngay khi Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập quỹ vaccine phòng chống COVID-19 đến nay, kiều bào ta khắp nơi trên thế giới, mặc dù phải đương đầu với nhiều khó khăn phòng chống dịch và thực hiện nghĩa vụ công dân với sở tại, vẫn hưởng ứng mạnh mẽ, thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào và tinh thần tương thân tương ái, quyên góp, ủng hộ chống dịch COVID-19 ở trong nước. Ngoài số tiền trên, trong những ngày qua, cộng đồng người Việt Nam với gần 30 tổ chức, hội nhóm tại Mỹ, Canada, Pháp đã phát động chiến dịch chung tay vì Việt Nam và 10.000 liều vaccine cho Việt Nam sớm chuyển về trong nước nhằm hỗ trợ người dân trong nước, đặc biệt là các y bác sĩ những người đang làm việc ở tuyến đầu vượt qua đại dịch Covid-19.